Hello anh em. Video này mình sẽ giới thiệu anh em phiên bản plan với Zumba 22, mode menu và mode mở khóa tất cả các loại cây, bao gồm các loại cây cao cấp luôn nhé. Ở game thì sẽ có 4 profile. Profile đầu tiên thì sẽ bao gồm tất cả các mode và mở khóa. Profile thứ hai sẽ là mở khóa nhưng mà chưa được chơi. Cái thứ ba thì giống cái đầu tiên nhưng mà các cây chưa được nâng cấp hết. Cái thứ tư thì chỉ có vô hạn mọi thứ thôi chứ chưa được mở khóa nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game profile thứ nhất cho anh em xem nhé. Như anh em thấy đây thì tất cả các loại cây đã được mở khóa và đều là mức max level nhé. Ở profile thứ ba thì cũng được mở khóa nhưng mà các cây này chưa được nâng cấp. Nếu anh em thích không nâng cấp thì anh em có thể chơi phiên bản profile thứ ba. Còn không thì cứ chơi phiên bản pro thứ nhất. Đây, tất cả đều được mở khóa này. Ở đây thì đều được mở các thế giới nhé. Ở trong phần này thì đều được hoàn thành các phần chơi rồi này. 30 trên 30 này, 32 trên 32 này. Anh em muốn chơi mà chưa phiên bản chưa mở mở cái phần chơi này thì anh em sẽ chơi phiên bản thứ hai nhé. Nó không mở những cái phần chưa hoàn thiện những cái phần này đâu. Nên anh có thể chơi tự trải nghiệm, nó chỉ mở khóa thế giới thôi chứ chưa mở khóa hết các phần chơi. Đây, như phần này chưa được mở khóa này. Mình thử chơi luôn đi. Chơi luôn cấp 1 này. Đây là phần chọn cây này, anh em chọn tất cả cây đều max 200 nhé, đều mở 200 luôn. Anh em thích cây nào thì cứ chọn thôi. Như đây mình chả biết là mình chọn bừa đây. Đa số tất cả các cây trong này thì mình chỉ nắm được sơ sơ vài cây thôi. Mình cứ chọn bừa nhé. Vì giờ nhiều cây quá, ngày trước mình chơi nó chỉ có ít cây thôi, không nhiều như giờ. Anh em có thể bật tắt mode ở trong phần menu nhé. Như kiểu là đặt cây miễn phí ấy, là cây nhanh này. Đấy, đặt cây nhanh hoặc là đặt miễn phí, vô hạn. Anh em không thích chơi mode kiểu đấy thì anh em tắt đi. Chơi bình thường thôi, có mở quá thôi. Rồi, thắng rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem phần mầm cây nhé. Đây, như ở đây này, mầm cây full này, đầy rẫy hết này. Anh em thu hoạch liên tục. Rồi, đó là phần giới thiệu mốt của mình. Nếu anh em thích video thì anh em có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ chơi nốt một ván rồi mình tắt video. Rồi, chào anh em. Cảm ơn anh em đã xem. Yeah.